các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện khác theo yêu cầu của quý tân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
chờ đợi lâu hơn nữa thì ban tổ chức của chúng tôi trân trọng kính mời đại gia đình hạnh phúc của chúng ta sẽ lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị cô bác anh chị. Ban tổ chức của chúng tôi trân trọng kính mời bố Tòng Văn Ban, mẹ Quang Thị Hóa, con trai anh Tòng Văn Trường, con dâu chị Lò Thị Vân, cháu trai Tòng Bảo Hưng, cháu trai Tòng Hải Tiến cũng như cháu gái Tòng Thị Kiều Trang sẽ lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị cô bác anh chị. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, một lần nữa thì ban tổ chức của chúng tôi trân trọng kính mời đại diện gia đình hạnh phúc của chúng ta sẽ lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị cô bác anh chị. Và trân trọng kính mời bố Tòng Văn Ban, mẹ Quang Thị Hóa, con trai anh Tòng Văn Trường, con dâu chị Lò Thị Vân, cháu trai Tòng Bảo Hưng, cháu trai Tòng Hải Tiến cũng như cháu gái Tòng Kiều Trang sẽ lên trên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị cô bác anh chị. Trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị cô bác, anh chị trân trọng và kính mến đang hiện diện trên sân khấu ngay lúc này, đó chính là những gương mặt hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Họ cũng là chủ nhân của ngôi nhà khang trang sạch đẹp trong buổi trưa ngày hôm nay, và họ cũng là lý do duy nhất để toàn thể quý vị cô bác anh chị có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ban tổ chức của chúng tôi xin phép được giới thiệu, đứng chính giữa đó chính là anh chị Tòng Văn Trường, chị Lò Thị Vân, và trên sân khấu có bố Tòng Văn Ban, mẹ Quang Thị Hóa và đại gia đình chúng tôi, còn có đại diện bên gia đình còn có anh Thảo Nguyên và đại gia đình hạnh phúc của chúng ta. Hãy cúi một cái cúi thật sâu để chào mừng toàn thể quý vị cô bác anh chị. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị cô bác anh chị trân trọng và kính mến, trong cuộc đời của mỗi con người, việc quan trọng đầu tiên đó chính là hôn nhân, việc thứ hai đó chính là xây dựng một ngôi nhà khang trang, một tổ ấm để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình. Và đại gia đình của chúng tôi cũng đã cố gắng làm ăn sau bao ngày tháng không quản ngại nắng mưa để tích góp được số tiền nho nhỏ, và nhờ đến những người thợ khéo tay, anh em họ hàng làng xóm cùng với nhau về đây chung tay xây dựng lên một ngôi nhà khang trang sạch đẹp. Dạ vâng, ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày 11 tháng 11 năm 2024, tức ngày 10 tháng 10 năm Giáp Thìn, tại tư gia gia đình bố Tòng Văn Ban, mẹ Quang Thị Hóa, con trai Tòng Văn Trường và con dâu Lò Thị Vân cùng các cháu long trọng tổ chức lại lễ tân gia đại cát để chúc mừng ngôi nhà mới. Và đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp toàn thể quý vị cô bác anh chị, và cũng có những mâm cơm bàn tiệc chào đón toàn thể quý vị. Rất cảm ơn toàn thể quý vị đã về đây chung vui chúc mừng cho đại lễ tân gia đại cát của gia chủ của chúng tôi. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị cô bác anh chị trân trọng và kính mến, các cụ cũng có câu rằng đàn ông thì xây nhà, đàn bà thì xây tổ ấm, an cư thì mới lạc nghiệp. Chính bởi lẽ vậy mà gia đình của chúng tôi cũng cố gắng xây dựng lên một ngôi nhà khang trang sạch đẹp, và ngày hôm nay được sự nhất trí của chính quyền địa phương nơi sở tại, được sự ủng hộ giúp đỡ từ anh em họ hàng làng xóm và sự chuẩn bị chu đáo của đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi và ban tổ chức của chúng tôi xin phép được trân trọng tuyên bố lại lễ tân gia đại cát của gia chủ của chúng tôi xin phép chính thức được bắt đầu. Một tràng bắt tay trở lên từ quý vị để chúc mừng. Dạ vâng, xin được cảm ơn những tràng pháo tay của toàn thể quý vị, chúng tay cho lời chúc, xin chúc kính chúc gia chủ của chúng ta tân gia đại cát phát tài phát lộc, tấn tài tấn lộc tấn tình an, và xin kính chúc toàn thể quý vị cô bác anh chị thật nhiều sức khỏe hạnh phúc, và xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay một lần nữa thật lớn để chúc mừng. Dạ vâng, xin được cảm ơn toàn thể quý vị cô bác anh chị rất nhiều, và ngày hôm nay rất vui cho MC rất lòng từ xã xăm mới từng trở về đây, được đại gia đình của chúng ta tin tưởng ủy quyền làm ban tổ chức cũng như đỡ lời cho đại gia đình để gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị cô bác anh chị, và lời phát biểu cũng như lời cảm ơn của MC Đức Long sẽ được thể hiện bằng hai thứ tiếng, đó là tiếng phổ thông và tiếng Thái. Ngay sau đây MC Đức Long xin phép được gửi lời đôi lời cảm ơn bằng tiếng Thái đến toàn thể quý vị. Sự chi tới ngày bà mẹ bình đồng hạc banh mỹ nả quần bàng quân bên đi còn chơi chi tô đủ là cái sổ phép để giới thiệu đủ là đất ở khe chữ NC Đức Long giữa cái xã xàm mấn đủ là đất ở đường làng của ngân thôi đủ là đất ở chữ bò chữ khe chữ xứ chữ làm sang đủ là đất ở cửa mi khó đứng sau sướng sau sướng sau phát quang hảo hẳn hoặc tách lại bà mẹ bình đồng hạc banh hao ơi còn chơi chi tô đủ làn sò đầy chiêng sò chiêng trường bản phủ chơi đi bí thư phủ cho quảng bình đồng bản trang tánh sảng là mới mỹ nả quần bàng quân bên đi ơi nhát trong khẩu đằng tách sướng xúc khỏi trên kín tó bạn tó cuống
đây là bì mít lại khẩu co với mít bóng là nè khe thứ hai phải đi bó chấm nhằm lòng bó cuốn co đẩy lại buồn đi mất à buồn lúc nà buồn ta lướm buồn pha lướm buồn côn chẳng ngó chẳng xình đủ đẩy đu nói ỏi hạc quan bay cái ba trắng dây trắng kín tó bà táo cuốn đẩy lại bì tây hân sưởng xúc khỏi chóng bà cứ hân dạo xảo phà rú đẩy lại bì mày chẳng thế lo to chẳng thế khát tháp bà cái lại biết bò biết mè biết pi nòng bảng cuốn tây sưởng xúc khỏi chóng chóng dên chóng dơn đét bó hồn phồn bó răng chẳng bà toàn hò đẩy phải ngất nòi nơi chẳng bà tài sư ẩu mày ẩu to chẳng bà như ở hòn tinh lại bò mè pi nòng ẩu thử ẩu trang cánh bà bò mè pi nòng bảng cuốn mất tròi mất dừa sẵn sau hơn dạo xảo phà đẩy lại vườn bắt đầu cái tàu hòn bên đi mưa ship cầm vườn ship ép mưa ship ép cầm vườn ship ép vì sóng phát bài sao xí tây hân sưởng xung khỏi chân hà đẩy mười đi bên chân mười sẵn biết chép mười đẹp chép đi vì chân vượt mà trắng bà mướn sai chân kiếm ma mướn khỏa trắng hà đẩy lẩu mù bố ma núi sấy cái nơi mướn dệt tòi hịt tòi không mướn trắng bà trắng háp con trắng phù phả khẩu mướn non háp con khẩu mướn rú trắng bà mi bắt khẩu đỏ hòm cá mới ở tinh lại bò mềm pin nòng bản khoáng hâu rú sóng bản sàm na sóng huyền sàm xá thạc banh thấy năm nửa sợi đi vì hoa kiểm khả bài khoa cả đàn tăng mướn kia tỏ mò buồn mướn tủng mướn tôm mướn muộn buồn mướn mướn đàn khấn khăn tràn tòi tây hân sưởng khỏi đôi làn ta bảo đợt ba xó tàng là tây hơn xó pha quam hảo hẳn thứ nhất xó trung hở tây hơn sướng hao hảo hẳn mặn dân thoát tai mà khừng cánh ba xó má má xó trung hở tinh lại bò mè pì nào bạc khoáng hao ơi rú xiềng sắc bờ sờ sắc nhọt ơi bạch ca đại ngân hán khải quán đại ngân kiều tiêu tang đợt màn lại chu cánh ba nhấp po giao thông đại đất bò mè pì nào ơi. Vâng ạ, vừa rồi thì MC Nước Long cũng xin phép được gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị cô bác anh chị. Và để lời cảm ơn được trọn vẹn hơn thì đại gia đình của chúng tôi cũng có vị đại diện, đó là anh Thảo Nguyên sẽ có đôi lời phát biểu tới toàn thể quý vị cô bác anh chị. Trân trọng kính mời. Hết cửa sổ, cảm ơn MC. Hết tất cả phòng em bên Long ấy. MC tất cả ai làm hồi nào. Ai làm vì Đức Long. Phòng em bên Long ấy. Anh cửa ba biết đâu đâu MC này. Hết tất cả con chơi khỏi hết tăng nạ thương hân khỏi cửa sổ phép phòng em phú đầu quán khẩu. Tên cơ hội các băng làm kinh đang buồn. Khẩu sái ngã chép này phòng em bên Long. Cánh ba gửi ý hâu bên đi nó. Hết cõi cờ ấy sao anh đời ba đấy cái MC ba biết đâu comment pin đồng tất cả hội các bạn ấy khỏi cờ em số mi sòng sáng quang chúng nó comment pin đồng tặng nà cú ra cánh ba và đứng thật chú hơn hit qua nọ sang po sang mê cánh ba sang gửi sang ai ngắm cho khỏi lắng đất cửa dây kín tớ hình tớ xã tớ bản tớ huống tớ huyện tớ châu của phút mít bóng là để phút mít khỏe là hay comment pin đồng ấy nhằm hoi của phút trăm với năm năm của phút khốn hiện sang bả sang đông bả sang đông trang cửa trắng đầy bật chấp hỏi là có mê đông tờ cơ sở bả đến càng xã xa mướn tên cho ngoa tên sơn có mê từ cả bông sông khá mà hử chú phú số ra tác bản đã ố xã nát tông cử đi đẹp chép cam có mê phi nòng ơi hiện nay cử hân rảo xảo phà sang bón bả bón đông nữa cả hè bà hân bò hân mê tên giàu tên lời lê sám ca nó đang sóng hiền phà lê sám nhả nhắc sóng hiền vườn cánh lào có mê phi nòng ơi sang bón bả bón đông nữa cử trắng ba đẩy kín đầu vươn rú đẩy rú đầu vươn cùng cánh ơn đẩy trắng đẩy phát ba khẩu lồng phát thùng khẩu lấu có mê phi nòng ơi hiện nay cửa trắng này tung bót nọc bông kiếm này tinh phạt đắp dao hao năm anh chị và trân trọng các chảo bóng của chúng ta sẽ rót ra những ly rượu thật đầy và cùng nhau nâng ly chúc mừng cho đại lễ tần gia đạn cát của gia chủ của chúng tôi. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy đùn lạp tác bài được phát sau đại kháo đầy mới ở tinh lại phòng mềm phía đầu bàn khoảng hao khái chén đảo tềm nhóc chén đảo khử chúc nhau hàng tay sườn sung khỏi hảo hạt mặn dứt dệt kịp phá tai mà khửn thân rào xảo phà đầy mặn dứt lại bì mất à sòng ma báo thần chúc hở tinh lại phòng mềm phía đầu bàn rú xiềng sắc bờ sờ sắc nhọt mặn dứt hót tuổi hơi sao phì đã đất phòng mềm